phù giúp, xin phù giúp chúng con mến yêu thật nhiều. Đức tin hằng nồng, tim hồng sôi nóng. Xin phù giúp chúng con sống luôn kiên cường, tín trung tiềm nhường, phụng vụ tình thương. Lời thề thánh Phêrô Phaolô Tông đồ là đại thiên muôn năm vững kia. Toàn hóa thành hân hoan hát ca tưng bừng, lời tung hô ngân vang chín tầng. Dắt chúng con bước theo các ngài, tháng năm miệt mài trung thành mãi mãi. Xin trợ giúp chúng con vững tâm xây dựng nước cha lạy lường ngàn đời hiên dương. Ngợi khen thánh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa trời ở cùng bà con phúc lạ hơn ba người nữ bà Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ bà Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ bà Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Trời.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các ngài mà hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho hội thánh cũng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngài đang sống và hiện trị cùng Chúa, thập nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài học sau đây cho thấy ông Elisa được Thiên Chúa kêu gọi là ngôn sứ thay cho ông Elia và ông ấy đã mong ấy đáp lời. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Đó là ý nghĩa bài học sau đây. Mời một lần nữa.
tôi đã đấu tranh trong cuộc thi đấu to đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vào hoàn cảnh cho người công chính. Chúa là vì thần phán chí công sẽ cho phần thưởng đó cho tôi trong ngày đấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết mình mong đợi người xuất hiện. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh. Người đã ban sức mạnh cho tôi để nhờ tôi và về sau bạn được hoàn thành. Và tất cả các dân ngoài được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi căn cốt tư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc mừng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Không những có những người sợ
cho chúng ta, cho những người cầu xin với Ngài. Và như vậy thì chúng ta hiểu được tại sao Ngài lại có thể ban ơn cho chúng ta, Ngài có thể là giúp cho chúng ta sống đức tin như Ngài đã sống, cũng như Ngài đã trở thành một vị lãnh đạo của giáo hội tin cậy. Thiết nghĩ chúng ta trở lại với bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy được thánh Phêrô đã có một bước tiến rất là mạnh mẽ. Điều mà Chúa Giêsu khen không phải là phạm nhân mặc cải, nhưng chỉ là của Cha. Đó là lời khuyên xin đức tin. Còn anh em họ thấy là ông Phêrô đã trả lời: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa làm chồng. Cái lời khuyên xin này nóng lên được cái niềm của Phêrô đối với Đức Kitô, đối với Thiên Chúa mà Phêrô đã theo cái điều này. Và trong cái bài học thứ hai chúng ta nghe là nói về thánh Phêrô và một vị công tử vĩ đại đã nói với, đã khuyên bảo chúng ta hãy chiến đấu, hãy đi tới với mục đích đó là Đức Kitô. Như vậy chúng ta thấy cuộc đời của hai thánh Phêrô và Phao-lô có những điểm gì chung và những điểm gì khác biệt để trở thành hai vị hộ trụ của giáo hội chúng ta từ xưa tới nay và cho đến mãi vô đời. Chúng ta thấy được Phêrô, một con người biết học, một nữ phụ đại ca, còn Phao-lô thì là một người Pharisêu, một người Cổ Thái, là một người rất là nhiệt thành, một người học cao, hiểu rộng. Và một điều đặc biệt đó là thánh Phao-lô là công nhân Roma. Công nhân Roma vào thời Đức Giê-xu làm rất là nhiều quyền lợi. Chúng ta biết nếu mà ai mà có quốc tịch Mỹ hay là quốc tịch châu Âu, chúng ta đi đâu thấy dễ dàng lắm. Đi đâu thì con cũng dễ dàng cho vào, người ta cũng dễ dàng để lên. Bởi vì quốc tịch đó có giá trị. Và thánh Phao-lô vào thời của Ngài cũng vậy, Ngài có quốc tịch Roma, cho nên Ngài có nhiều quyền lợi. Và khi mà xét xử một người quốc tịch Roma thì là cái người đó là quyền biện hộ. Và chỉ vì vậy sau này thánh Phao-lô đã biện hộ trước hoàng đế và Ngài đã chịu tử đạo, đó là chết bị chém đầu, bị thương. Còn thánh Phêrô là một nữ phụ như vậy, nhưng mà Ngài cũng bị nổi bật của Ngài, đó là cái lời tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nhờ lời tuyên xưng đó mà Chúa đã đặt thánh Phêrô đã khai mở giáo hội trên nền tảng đó là đã là Phêrô. Và chúng ta thấy trong cuộc đời của hai vị thánh mà chúng ta nhìn thấy hôm nay có những góc ngắn. Thánh Phêrô niềm tin như vậy, con trẻ hy vọng như vậy, như vậy như khi một ngày ở đây đó, ông là môn đệ của Giêsu, thế là chối ngày chối ngày nay và chối đến bao giờ như vậy. Và thánh Phao-lô thể thánh Phao-lô một người nhiệt tình như vậy, một người nhiệt tình với đạo Công Thái và đã bắt bớ các Kitô hữu, bắt bớ những người tin vào Chúa Kitô. Và sau cái cuộc ngã ngửa thành Đa Mát thì thánh Phao-lô đã trở lại và Chúa đã dùng thánh Phao-lô như là ý đồ để đem nhiều người trở về với Chúa. Chúng ta thấy được cuộc đời của hai vị thánh mà chúng ta tuần lễ hôm nay có những biến chuyển, có những quan trọng, điều quan trọng đó là hai vị thánh đã quay trở lại, trở về với Chúa và sống sứ mạng mà Chúa giao phó. Tội nhân nào cũng có một tương lai và địa ngục nào cũng có một quá khứ. Điều đó như vậy để chúng ta luôn lấy hai thánh hôm nay để chúng ta cũng được mời gọi hãy sống niềm tin của mình, hãy làm chứng đức tin của mình trong chính đời sống của chúng ta, trong chính cái lối sống của mình. Và chúng ta cũng được mời gọi hoán cải như hai thánh, cho dù chúng ta đã vấp ngã trên cái đường đời, vấp ngã trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng đó là chúng ta quay trở về với Chúa, quay trở về với những người thân yêu của mình, những người anh chị em của mình, để chúng ta sống
trong chính gia đình, trong chính thôn xóm, trong chính giáo sư cũng như giáo hộ của chúng ta. Và xin được nói vài lời với giáo khu Phê-rô, anh chị em trong giáo khu Phê-rô thân mến. Con và anh chị em cũng không có xa lạ nhau là bao nhiêu, bởi vì chúng ta đã có sự quan lại với nhau. Đặc biệt là giáo khu Phê-rô cứ mỗi tối thứ bảy là đến với quan âm Quan Sinh, nơi mà con đang phục vụ, để đọc kinh, để cùng với anh em quan âm Quan Sinh cầu nguyện chung với nhau. Cũng như qua các dịp lễ hay là qua nhiều cái sự kiện, anh chị em giáo khu Phê-rô cũng đến thăm hỏi, cũng như qua lại với những người may mắn tâm tri, những người đau khổ, những người bất hạnh hơn chúng ta. Thì mỗi tương quan đó nói lên được cái tinh thần của anh chị em trong giáo khu, có thể đó là một cái lời chứng của anh chị em để đem cái niềm tin, cũng như đem niềm vui, đem sự bình an đến cho những mảnh đời còn bất hạnh và anh chị em tất cả trong quan tâm chuyện. Cái tương quan đó thiết nghĩ chúng ta tiếp tục xây dựng để chúng ta có thể sống làm chứng bằng chính cái đời sống đó, bằng chính cái tương quan, cho dù là chúng ta chỉ gặp gỡ, chỉ cầu nguyện với nhau, nhưng tương quan đó sẽ là giúp cho mỗi người trong giáo khu cũng như tương quan giữa những người bất hạnh, người đau khổ, người thân đỡ. Hôm nay phần lễ cổ mạng giáo khu con kính chúc anh chị em quý bà trong giáo khu nhiều ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Phêrô, và anh chị em cũng hãy đến với thánh Phêrô hãy cầu nguyện với thánh cổ mạng của giáo khu chúng ta. Như vậy thôi thì anh chị em hãy tin tưởng đến với thánh Phêrô để có thể nhận những ơn lành cần thiết để sống thân gọi đức tin của chúng ta và sống đời sống gia đình cũng như đời sống trong cái thôn xóm, trong giáo sứ của chúng ta một sự tốt đẹp hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, chúc lành cho những ai hôm nay nhận thánh Phêrô làm cổ mạng để chúng ta trở thành một cộng đoàn giáo sứ đoàn kết, yêu thương nhau và cùng nhau xây dựng giáo sứ của chúng ta theo tinh thần của Chúa, noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô, và xin hai thánh luôn chuyển độ và đồng hành với tất cả chúng ta. Amen. Thank you.
chúng ta những lời cầu xin cho cộng hòa giáo xứ các thiên nhiên giáo khu phê đô yêu mến hộ thành qua việc sống gương mẫu và hết lòng cộng tác với các vị phụ tử trong mọi sinh hoạt vô thường này chúng ta cùng cầu xin. Xin Chúa thương nhận lời các thánh tông đồ cầu thần và ban
hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cha đã xác đặt để thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin. Thánh Phêrô tiếp tục hội thánh tin khởi trước người Israel, thánh Phaolô là thầy giảng dạy hôn nhân. Như vậy, các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho đức Kitô, nên các ngài đã được thế giới ngưỡng mộ và đều lắng nhận cùng một chiều thiên vinh quang. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con nghe lời Cha và con từng tụng mô rằng: vâng, lời Chúa cứu thế và đem đến người dân chúng ta.
xin đừng chấp tội chúng con, nên xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin ngài được ban cho hội thánh được bình an và nhận theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thánh Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời các bạn chia sẻ một cái thông báo. Ngày Chủ nhật hôm nay 30 tháng 6 năm 2019, toàn thể 203 giáo xứ trong Đạo Giáo phận Sài Gòn cùng nhau đóng góp cho quỹ cứu trợ linh mục, các đặc biệt cho các cha nhà nuôi dưỡng trí ngoại. Giáo xứ chúng ta hãy cố gắng hy sinh thực hiện chương trình dành cho các linh mục về hưu, giúp đỡ Đức Giám quản Du Xê trong việc chăm sóc các linh mục già nuôi đã phục vụ hội thánh và đoàn chiên cả một đời. Xin ông bà chị em vui lòng nắm tay gửi vào các phụng tiền được đặt chung quanh nhà thờ. Thông báo số 2, thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2019 lúc 10 giờ sáng, trên danh sứ xin trọng kính mời ông bà chị em tham dự thánh lễ đầu tế tạ ơn cho tân linh mục Quero Nguyễn Xuân Đài chủ tế. Nhân dịp giáo xứ chính thức chúc mừng cha mới Quero thầy phó tế năm 2018, đồng thời chúng ta cũng hân hoan đón mừng cha phó mới xứ Bình Thuận là tân linh mục Quero Nguyễn Xuân Đài và tân phó tế Du Xê Phạm Đình Phúc giúp phục vụ năm 2019 đã được Đức Cha Giám quản Du Xê bổ nhiệm về giáo xứ Bình Thuận thi hành phục vụ. Trân trọng kính mời ông bà chị em tham dự. Chiều thứ sáu ngày 5 tháng 7 năm 2019 vào lúc 17 giờ, Đức Giám mục Dương Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ đặt tay cho ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho 350 em thiếu nhi thuộc sứ đoàn Chúa Hiển Linh. Kính mời cộng đoàn tham dự và cầu nguyện cho các cháu luôn được sống tốt lành để xứng đáng là người Kitô hữu trưởng thành. Chân thành cảm ơn các bà anh chị em, xin mời chúng ta nhận những cái phần vui lễ. Là cha và con và thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong cho anh chị em đi bình an. Amen. Sau buổi lễ chúng con xin kính mời quý cha chủ tịch đưa lễ với giáo phụ chúng con. Như ngày hôm nay, và hôm nay thì giáo khu Phêrô chúng con cũng vậy,
Đúng là một năm thì chúng con cũng có một ngày, và một ngày chúng con lại chọn lấy 11 giờ trưa nay, ngày mà cộng đoàn giáo hội chúng con hiệp thông cùng với giáo hội trên toàn thế giới mừng kính Thánh Phêrô là thánh cả của giáo hội và cũng là một mạng của cộng đoàn giáo hội chúng con. Mà giờ mà chúng con cũng đã được phấn khởi đón chay và trong niềm hân hoan chào đón cái khách trở về đây để mừng ngày lễ bổn mạng của chúng con. Mà trải qua bao nhiêu những ngày tháng nóng đợi mong chờ và niềm vui ấy hôm nay lại đến với cộng đoàn chúng con, ngày vui, ngày trọng đại và ngày lễ bổn mạng đã đến. Và nhận được tin vui thì không quản ngại với đường xá xa xôi, vượt chút những thời gian vàng ngọc ở đây để rồi đến đây với Hoa Viên Bình Thuận trau dồi cho một bầu không khí rực rỡ của ngày lễ hôm nay. Và để đáp lại với tấm lòng nhiệt tình cao cả ấy, cộng đoàn chúng con cũng đã tổ chức một buổi tiệc mừng. Và giờ đây thì cũng đã đến giờ, chúng con xin kính mời ông trưởng của giáo khu chúng con cũng có đôi lời để nói lên lời cảm tạ và tri ân cha thánh sứ, kính cha giảng Phan Thanh cùng với kính cha phó, kính cô sinh nam nữ quý ông bà toàn thể kính cộng đoàn trong ngày lễ buổi mạng của chúng con hôm nay. Chúng con xin kính mời ông trưởng. Trọng kính cha chánh sứ Du Sa, trọng kính cha đặc chất cha Du Sa đặc chất giáo khu Phêrô, trọng kính cha Francisco Á Hiếm Phan Sinh, ngày hôm nay cha đã đồng tế với giáo khu chúng con trong ngày buổi này. Trọng kính quý ban thường vụ, quý chức trong hội đồng phụ và tất cả các quý khách, các quý ân nhân, con xin mạn phép thay mặt giáo khu trong niềm vui ngày hồng ân mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng cộng đoàn giáo khu Phêrô, con xin thay mặt cộng đoàn giáo khu Phêrô trân trọng cảm tạ và tri ân cha thánh sứ, quý cha phó, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Chúng con cũng xin chúc mừng cha chánh sứ 32 năm trong thiên chức linh mục. Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa ban cho cha dồi dào sức khỏe, thánh đức để cha dẫn dắt đoàn chiên giáo xứ ngày thêm thăng tiến. Chúng con cũng cảm tạ ơn quý cha phó, cách riêng cha phó Du Xe đặc trách giáo khu, quý cha đồng tế và cha Francisco mái ấm Phan Sinh. Chúng con cũng cảm ơn quý tu sĩ, quý ban thường vụ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, quý ân nhân, quý ca đoàn trung viên hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Cách riêng cảm ơn các gia đình trong giáo khu Phêrô đã cùng đồng hành công tác và giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất, đặc biệt trong ngày mừng bổn mạng thánh Phêrô hôm nay với thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng. Xin quý cha và cộng đoàn nhận nơi giáo khu chúng con lòng biết ơn. Xin Chúa và Thánh Quan Thầy Phêrô chúc lành và ban ơn xuống cho quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Mân Côi Bình Thuận. Giờ đây chúng con xin kính mời quý cha chánh xứ lên để làm phép của anh cho chúng con. Thay mặt giáo khu chúng con xin chân thành cảm ơn. Phêrô xin được thay mặt cho quý cha, quý khách mời xin chúc mừng ngày lễ thánh bổn mạng của quý vị. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Phêrô ban cho các gia đình được mạnh khỏe, được bình an và được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin có đôi lời kính chúc. Nhân dịp này tôi cũng xin điều chỉnh một chút về tiếng Việt Nam của chúng ta, nó có cái hay lắm. Tiếng Pháp thì nó là thế này, mà tiếng Việt Nam dịch ra là thế này. Hôm nay người MC có nói là xin giới thiệu với quý vị là hôm nay có sự hiện diện của các cha dòng Phan Sinh. Thì thưa dòng Phan Sinh thì không có các cha dòng Phan Sinh, mà chỉ có huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế. Mà còn các cha dòng thì là chắc cha dòng là Thánh Phan Si Cô. Cho nên vì thế xin chúng ta để ý những cái từ đó kẻo cho về tên ngài mà đến đây. Ngài thấy ở với giáo xứ Bình Thuận mới thành lập dòng Phan Sinh thì chắc là cha Huy sẽ vất vả lắm. Xin được điều chỉnh một chút xíu như vậy. Giờ đây xin cho phép tôi được thánh hóa quan nhân lên cha và con và thánh thần. Amen. Lạy Chúa xin ban phép lành cho chúng con và của anh này
cho lòng rộng rãi Chúa Ban. Nhân ngày chúng con họp mặt nhau đây để mừng kính Thánh Bổn Mạng Phêrô, nhờ lời truyền cầu của Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng, cho những người chúng con luôn luôn giữ vững niềm tin của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Chánh Xứ. Và trong niềm vui ngày hồng ân, ngày bổn mạng của giáo khu, chúng con cũng xin kế theo trong với quý cha và quý cộng đoàn trong ban điều hành của chúng con là Anton Nguyễn Văn Ngân, là trưởng khu Phêrô. Người thứ hai là anh Anton Nguyễn Xuân Hời. Mời anh Anton Nguyễn Xuân Hời lên để trình diện quý cha và cộng đoàn. Anh Anton Nguyễn Xuân Hời là phó một của giáo khu Phêrô. Và người thứ ba là chúng con cũng đưa tiếp theo là anh Phêrô Trần Ngọc Hoàng. Mời anh Phêrô Trần Ngọc Hoàng lên để trình diện với quý cha. Và con cũng xin giới thiệu anh Đa Minh Phạm Văn Dư, anh là thư ký của giáo khu. Mời anh Phạm Văn Dư lên để trình diện với quý cha. Rồi sau đây là con xin giới thiệu chị Maria Nguyễn Thị Hoa, là trưởng nhóm cầu nguyện của giáo khu Phêrô. Em xin mời chị Hoa lên để trình diện quý cha và quý cộng đoàn. Và con cũng xin giới thiệu chị Maria Phạm Thị Hồng. Bạn thì chị Hồng lên là thủ quỹ của giáo khu. Xin mời chị Hồng lên để trình diện với và con cũng xin giới thiệu anh Trần Văn Sơn, du xe Trần Văn Sơn. Anh Sơn lên trình diện với lên mời anh Sơn lên sân khấu. Vâng. Vâng. Thì qua đợt bầu cử trong giáo khu vừa qua thì chúng con cũng nhờ ơn Chúa thì được Chúa tuyển chọn, và cũng nhờ sự dẫn dắt và dạy dỗ của quý cha và quý hội đồng mục vụ. Giờ đây chúng con xin giới thiệu trong ban thành phần của chúng con là gồm 7 người. Đó. Thì xin ra mắt với lại quý cha và quý cộng đoàn. Xin cho chàng pháo tay. Và xin giờ đây chúng con xin nhiệt lời cho anh em xin. Mời anh Toàn. Mạnh khỏe bình an. Thế chúng con thay mặt cho giáo khu, chúng con cũng kính chúc cha được trải lần ơn Thánh Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, để cha chu toàn sứ vụ mà Chúa đã giao phó cho cha. Đồng thời chúng con cũng xin kính chúc cha có một sức khỏe dồi dào để cha có những nghị lực xuất sắc mới dìu dắt giáo dân giáo xứ Bình Thuận chúng con một ngày một thăng tiến hơn. Còn ngày sau đây thì chương trình ca nhạc chúng con sẽ bắt đầu. Vừa rồi cũng đáng lẽ là con cũng không chưa chương trình ca nhạc ngay đây, nhưng mà cha Chánh Xứ cũng mới ban phép của anh, nhưng mà hôm nay cũng là thời gian của ngày Chủ Nhật trên đệ thôi.
một niềm
vâng mãi. Nhưng được ơn Chúa thì giờ đây thì cả ca đoàn chúng con cũng rất là ngưỡng mộ. Khi mà được ơn Chúa gọi về thì chị này thì rất hay muốn nhìn thấy Chúa đêm ngày. Cho nên ngoài nhìn thấy Chúa, chị lại còn thích hát cái bài Cho Con Nhìn Thấy Chúa. Sau đây thôi đây thì xin kính mời cộng đoàn hãy hướng lên sân khấu để thưởng thức tiết mục của Cho Con Nhìn Thấy Chúa qua phần biểu diễn của biên đạo múa Võ Thu Thảo. Xin mời Võ Thu Thảo. Con mới học hỏi thôi, con hát có gì sai xin bỏ qua cho con ạ.
xin cảm ơn Võ Thu Thảo, những người đồng nghiệp của ca đoàn Chúng Con. Đúng là cho con nhìn thấy Chúa, cho con nhìn thấy Chúa. Và một lần Thu Thảo đã nhìn thấy Chúa thì suốt đời không bao giờ thể hề phai. Vâng, xin cảm ơn Thu Thảo rất nhiều. Và kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn, đúng là niềm vui thì vui từ ngã 7, ngã 3. Và niềm vui ấy lại được lon lẽ từ đến khu nhà. Ngay sau đây chúng con xin kính mời quý cộng đoàn hãy hướng lên sân khấu chính để lắng nghe tiếng hát của cha Phó Du Xe là bảo trợ của giáo khu chúng con. Mặc dù cha cũng rất nhiều công việc nhưng mà cha rất thương đến giáo khu chúng con. Cha đã đến chúng con bằng tình cảm đồng thắm và cha đem theo những sức mạnh đặc biệt của con tim. Để đôi hôm nay với ngày lễ quan thầy của chúng con thì chúng con cũng mong muốn cha có một ca khúc rất đặc biệt để tặng cho giáo khu chúng con. Con xin kính mời cha. Những giọng hát của cha thì hình như luôn luôn đem lại những vũ điệu samba trên khán đài. Con xin cha, xin kính mời cha. Cha Giang thì là
rất là xa hoa, đến nỗi người Nga cũng thích và người Tây cũng chúc mừng. Bởi vậy mà xin quý cộng đoàn hãy dành cho cha ra một tràng pháo tay nữa ạ. Vâng, nghe qua cái bài hát này thì người ta hay nói là con gà tức nhau tiếng gáy. Bây giờ cha Phó Martino, mặc dù cha cũng đang bận mãi nhưng mà cha cũng rất là quan tâm đến giáo phụ chúng con. Ngày hôm nay thì giáo phụ chúng con lại tiếp tục mời cha Phó Martino lên để tặng cho giáo phụ chúng con một bài hát. Con xin kính mời cha Phó Martino ạ. Vâng, đây là một sân khấu đặc biệt. Thì ở đây có 5 cha. Thì mỗi cha hát một bài và đến bài thứ 5 thì quý cha sẽ hát bài 5 anh em trên một chiếc xe tăng ạ. Ông nói kỳ quá, quý cái cha như gà vậy. Gà mới đua nhau hát. Gà đua nhau gáy buổi trưa là tiếng gà gì đấy. Gáy trưa tiếng gà của quốc gì đấy. Nói vậy cũng được. Nhưng mà nói vui thôi, xin góp vui chúc mừng giáo phụ Phaero bằng cái bài hát Tình Yêu Thiên Chúa. Thì cũng vì tình yêu mà thánh Phaero đã chịu chết trên thập giá giống như Chúa, chúng ta cũng cố gắng đáp lại tình thương của Chúa. Cũng có cái karaoke
ơn đội múa sắc màu Kỳ Tô. Cũng có những người gần, cũng có người anh chị em ở gần xa, nhưng lại vừa tình đồng chí lại vừa là anh em, cho nên hôm nay thể hiện hai cái điệu múa rất là tuyệt đẹp. Xin cảm ơn các chị đội múa sắc màu Kỳ Tô rất nhiều. Và đây có điều thú vị là có ngày hôm qua, sáng ngày con cũng có đã khen ông Chánh Trương rằng là ông lo công việc của giáo xứ nhiều, cho nên tóc ông càng ngày càng đẹp lên. Thế ông có nói rằng là anh đừng khinh tôi đây chỉ giả tóc giả râu, còn về âm nhạc tôi đâu có giả. Ngay sau đây thì xin kính mời cộng đoàn hãy đến với bài hát của ông Chánh Trương của giáo xứ Bình Thuận. Xin mời ông. Em xin này đúng là ghê quá nhỉ. MC này từ ở Nhật Bản hay đâu về mà chào kính quý cha, kính thưa tất cả cộng đoàn. Là trước tiên con xin được chúc mừng ông Trung Ngân, sau nữa là xin chúc mừng giáo phu Pedro mừng bổn mạng hôm nay. Con xin được đóng góp chương trình văn nghệ với bài Tình Yêu Thiên Chúa. Tôi
Thank you.
Thank you.
từ giờ này anh rất phụ thịt em. Lời nào buồn ca hết đi em, vì tình yêu tôi đã làm thế. Quen thuộc là yêu trong đầu ta, giết cả lời đêm đã không xa. Còn buồn nào hơn người ngồi ai mãi lâu sợ nhiều trên đường về đêm mặc tình duyên. Ta hẹn hò em đi từ ai cũng chán gần một đời sau một thân lòng cô đơn. Khi xa em đau bước tốc hồi gần